Hello, xin chào anh chị. Hôm nay em lại vô cây 603 mới chưa khui siêu. Đó, hôm nay là khui cho anh chị xem chơi nha. Thông tin cái máy Nokia 603, nhà mạng Vodafone. Đây, đây cái siêu nè. Đó, chị nhìn cận cảnh cái siêu. Đó, muốn tháo nó ra là phải tháo nó ra mới mở máy được. Không cách nào mở ra được cái nhanh vậy. Rồi, không biết con này mở mạng chưa nữa, nhưng mà em thử khui luôn. Đó, anh nào thích mua biếu tặng thì cứ alo cho em nha, đi coi máy mới như thế nào. Rồi khui luôn. Trời ơi, đó, mở ra bên trong. Đó. Cái máy thầy đựng cục pin 4C new hên, chưa pin chưa phù, cục sạc chui nhỏ new đó, chưa sử dụng luôn. Tai nghe để đây vơ hướng dẫn. Rồi, ok. Quan trọng cái máy biết mở mạng chưa nữa. Đó. Mới tin nha vậy. Không một vết chày. Thấy không? Thực ra em đưa khách gửi về cho khách cũng được, nhưng mà sợ nhiều khi gửi về khách nguyên cây chưa khui siêu á thì nó không khách bỏ sim vô không chưa mở mạng mất công nữa đó. Bây giờ bỏ sim thử coi mở mạng chưa. Rồi, mở nguồn đó. Đó, thấy không, chưa mở mạng, thấy chưa. Mấy lần trước em cũng bán nhiều anh rồi, cứ gửi nguyên cái hàng new chưa khui siêu về tới nhà cắt siêu gõ sim vô chưa mở mạng, rồi phải là gửi một cây từ dưới lên lại cho em mở mạng nữa đó. Cho nên bây giờ là em chỉ khui siêu luôn, em chạy tiếng Việt, em unlock đầy đủ cho khách nào mua cái về xài thôi, hỏi mất công nữa. Giờ mở máy mà mở máy không có sim nè, vô bên trong. Đó, Vodafone đúng chuẩn luôn ha. Đúng chuẩn hộp báo luôn. Đó, Vodafone. Đó, anh nào mua máy xài hay tặng là mà muốn máy new, alo cho em nha. Rồi, giờ là kết thúc video, em đi mở mạng rồi chạy đến Việt luôn. Ok, cảm ơn chị Slip nha.